Xin chào anh em, mình là Gầy. Chào mừng anh em đã quay trở lại với số Audio Toys. Hôm nay thì không phải là một video trên tay hay là trải nghiệm gì cả. Mình chưa bao giờ mình làm một video dạng này ở trên Audio Toys, nhưng mà hôm nay thì mình thấy nó cũng khá thú vị, cho nên là mình quyết định mình sẽ làm một video so sánh về hai cái mẫu tai nghe True Wireless đang có mức giá dưới 2 triệu đồng mà mình cảm thấy nó có thể coi là gần như là tốt nhất. Hy vọng là anh em sẽ cảm thấy video này hữu ích. Còn bây giờ thì bắt đầu video nhá. Cả hai sản phẩm này thì chắc là các bạn cũng đều có nghe qua tên rồi. Trước hết đây là chiếc Pamoo Scroll Bluetooth 5.0 mà mình đã có cái cơ hội giới thiệu từ lần trước. Còn đây là một sản phẩm mình chưa bao giờ làm ở trên channel của bọn mình. Đây chính là chiếc Edifer TWS3. Cái sản phẩm này đang có mức giá là 1.690.000 thì xem với cái mức giá của chiếc Pamoo Scroll. Nhưng mà các bạn lưu ý rằng là đây là mức giá chuẩn của chiếc TWS3. Nhưng mức giá 1.690.000 này không phải là mức giá chuẩn của Pamoo Scroll, mà Pamoo Scroll lần này về Việt Nam chính hãng thì đây là mức giá sale. Chỉ có đợt đầu mới có mức giá là tầm khoảng 1.700.000 như thế này. Còn sau này mình nghĩ chắc là sẽ không có nữa đâu. Cửa hàng tai nghe Việt thì họ đang làm giá với hãng khá là tốt, cho nên là anh em có thể tham khảo. Thì cả hai chiếc tai nghe này trong hộp đều không có nhiều phụ kiện gì cả. Nói chung là nó chỉ có một cuốn sách dẫn sử dụng rồi có cái cáp, bởi vì tai nghe không dây thì cần phải cáp sạc. Bên trong hộp chúng ta sẽ còn một số những cái form để các bạn thay làm sao mà cho nó vừa hợp phù hợp với cái tai hơn, và cũng như là một cái đai cao su. Cái đai cao su này thì thực tế là nếu như bạn nào mà hay chạy nhảy các thứ thì mình nghĩ là các bạn nên có, và cái này khá là hay bởi vì Pamoo thì họ không có. Nhưng nếu như mà mình hay ngồi một chỗ để nghe chứ mình không chạy nhảy thì cái đai này nhiều khi mình nghe thì mình cảm thấy là nó hơi khó chịu một tí. Nó sẽ móc vào vành tai và để lâu nghe một khoảng thời gian dài, khoảng độ tầm mấy tiếng thì mình sẽ cảm thấy khá là khó chịu. Vậy thì sang đến phần thiết kế của cả hai sản phẩm này thì thứ nhất là nói về cái case đi. Cái case của Pamoo thì thực ra theo mình nghĩ là nó sẽ to hơn cái case của Edifer. Nhưng mà cái case của Pamoo thì theo mình thấy là rõ ràng là các bạn có thể nhận ra được ngay là nó tinh tế hơn khá là nhiều. Cái bề mặt của nó thì được làm theo kiểu mình nghĩ là giả da thôi. Nhưng mà cái chất liệu này thì sờ rất là thích tay và cảm giác như cái hoa văn ở ngoài được hoàn thiện rất là tinh tế. Cái phần nam châm để hút dính vào khi chúng ta đóng nắp lại cũng làm thiết kế dạng kiểu mặt kim cương ấy, nhìn rất là sang trọng. Thế nhưng mà cái phần nhựa kim cương này thì các bạn nên lưu ý rằng là nó có thể bị bong sơn sau một thời gian sử dụng, cho nên các bạn lưu ý rằng là khi mà mua về thì các bạn giữ gìn một tí, không thì nó trông nó không được đẹp cho lắm. Còn hai đầu thì vòng tròn đồng tâm thì mình nghĩ là rất là đẹp rồi, không có gì phải nói cả. Nhưng mà sang với phía của chiếc Edifer thì các bạn sẽ thấy là một cái thiết kế rất là bình thường. Đây chỉ là một cái cây, nói chung là chung chung thôi, làm bằng nhựa, nhựa này thì nhựa trơn. Cái phần nhựa này thì cầm vào cảm giác khá là chắc chắn và nó rất là gọn. Mình nghĩ là với cái trọng lượng và cũng như là với cái thiết kế gọn gàng như thế này thì các bạn có thể dễ dàng cho túi quần. Nói chung là cầm đi đây đi đó thì rất là dễ. Chuyển sang đến hai cái tai nghe của chúng ta thì cái thiết kế của Edifer và cái thiết kế của Pamoo nó hơi khác nhau. Ở cái mặt housing của chiếc Pamoo Scroll thì các bạn có thể thấy rằng là nó nhỏ gọn hơn khá là nhiều. Cầm thì nó khá là vừa tay và để trên tay thì nó rất rất là nhẹ. Các bạn đeo lâu đi chăng nữa các bạn cũng sẽ cảm thấy tương đối thoải mái. Còn cái tai của Edifer thì nó to hơn, nó đầm hơn. Và nói chung là đối với những người tai to như mình thì mình thấy là nó cũng ok, không sao cả. Nhưng mà mình đang nghi ngại là với những cái bạn mà nếu tai nó bé hơn thì các bạn đeo cái housing nó hơi to như này thì có thể nó sẽ hơi trông hơi thô chẳng hạn. Nói chung là nó sẽ không thoải mái cho lắm bằng chiếc Pamoo. Về chất âm thì cả hai chiếc tai nghe này đều có chất âm khá là khác nhau. Đối với dòng Edifer, nếu bạn nào hay nghe quen của dòng này thì các bạn sẽ thấy rằng là cái kiểu âm của Edifer là thiên nhiều về bass. Cái phần bass của tai nghe này thì khá là nổi và các bạn nghe sẽ cảm thấy rất là sôi động. Phần mid thì cũng tương đối tiến và mình nghe là tương đối sáng. Pamoo thì nói chung là giải âm thì nó trung tính hơn và mình thấy rằng là nghe tạp tốt hơn với Edifer. Cái hai cái tai nghe này thì nó sẽ nhắm đến hai đối tượng hoàn toàn khác nhau. Pamoo thì các bạn sẽ thích kiểu nghe tạp rồi thì nghe trong trẻo các thứ, còn Edifer thì nó sẽ là những cái âm thanh nó sôi động hơn, thì nó bass hơn. Vậy thôi, cái chất âm thì nó khác nhau hoàn toàn, cho nên mình sẽ không muốn so sánh bởi vì nó không phải thiên hướng giống nhau. Mà ngoài ra thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề đàm thoại. Thì như thế này, đối với chiếc tai nghe của Edifer thì các bạn sẽ lưu ý rằng là cái tai chính là tai trái. Các bạn bật lên tai phải không thôi ấy, thì các bạn sẽ không thể kết nối với điện thoại được. Các bạn phải bật tai trái, sau đó bật thêm tai phải thì lúc này tai phải nó mới kết nối với tai trái. Và lúc này chúng ta mới có thể sử dụng được. Nói chung là các bạn sẽ không sử dụng từng bên riêng lẻ một, các bạn buộc lúc nào phải bật cái tay trái này lên. Còn chất lượng đàm thoại thì chắc chắn rồi, tay trái là cái tay chủ đạo cho nên các bạn sẽ đàm thoại bằng tay trái. Và cái mic của nó thì cực kỳ to, mặc dù ấy chỉ là có mỗi một bên thôi và bé tí ở trên tai này thôi, nhưng mà nó nhận âm thanh rất là tốt. Và nói chung là mình chưa thử ở ngoài môi trường ồn thì như thế nào, nhưng mà ở trong những cái điều kiện mà tương đối là yên tĩnh thì cái mic thì cực kỳ to, các bạn yên tâm. Đối với Pamoo thì nó lại hơi khác một tí. Cả hai cái tai này ấy, thì nó sẽ không có nút cứng kết nối như Edifer. Thì mình thích kiểu cảm ứng hơn, bởi vì khi các bạn
đeo vào tai mà các bạn ấn vào tai thì cảm giác sẽ rất là khó chịu. Cảm ứng như đối với Pamu thì mình cảm thấy nó sẽ khá là thoải mái. Hai tay này thì đều có thể hoạt động độc lập nếu như các bạn nghe nhạc. Còn nếu các bạn gọi thì các bạn sẽ lại phải dùng cái tay trái. Còn cái tay phải thì mình đã có thử gọi và nó sẽ không thể kết nối. À, bên kia không nghe cái gì, vẫn kết nối được nhưng không nghe cái gì cả. Hoàn toàn điếc bên tay phải, không thể kết nối nhận cuộc gọi. Cho nên là các bạn vẫn phải sử dụng cả hai tay. Chỉ có một điều là mình không thích ở cái kết nối của Pamu. Đó là các bạn nếu muốn ngắt kết nối, các bạn phải ngắt kết nối bằng thiết bị mà các bạn đã kết nối. Tức là bạn hãy tắt Bluetooth ở trên điện thoại hoặc là máy tính. Còn các bạn hoàn toàn không có nút tắt ở trên cái tai nghe của chúng ta. Còn Edifer thì các bạn chỉ cần giữ mấy giây nó sẽ báo là đã ngắt kết nối với cái thiết bị kia và các bạn có thể chuyển sang kết nối mới ngay. Thì cái đấy thì mình nghĩ là Edifer nó tiện hơn một chút. Therapy là điều cuối cùng mà mình muốn chia sẻ về cả hai cái tai nghe. Đối với Pamu thì các bạn có thể sạc khoảng độ 4 lần với cái case của nó, và mỗi một lần sạc thì các bạn được khoảng 3 tiếng, trung bình là khoảng độ tầm 12 tiếng. Đấy là thời gian lý thuyết, còn mình thì chưa bao giờ nghe lâu như thế. Còn đối với Edifer các bạn sạc được khoảng 2 lần và mỗi một lần sạc thì các bạn nghe được khoảng 3 tiếng rưỡi. Thì nếu mà giữa các lần sạc thì Edifer nhỉnh hơn một chút, nhưng mà tổng số lần sạc theo case thì sẽ ít hơn. Thì cái này tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Vừa rồi thì mình đã so sánh nhanh cho anh em giữa hai cái mẫu tai nghe. Nó cũng khá là khác nhau, thiên hướng nghe khác nhau. Một bên thì trung tính nghe tạp nhiều hơn, một bên thì nghe thiên về bass nhiều hơn. Một bên thì thuận lợi kết nối các thứ, nói chung là thiết kế thì đẹp hơn hoàn toàn Pamu Scroll. Và tất nhiên cái mức giá của nó lẽ ra cũng sẽ cao hơn, mình nghĩ là tương đối so với chiếc Edifer. Các bạn hãy lựa chọn một mẫu tai nghe nào đấy cho nó phù hợp với mình. Và bây giờ Pamu Scroll thì nó có chính hãng Việt Nam, các bạn có thể test nghe thử sao cho nó hợp lý. Video này là hết rồi, hy vọng mình đã làm được một video hữu ích. Các bạn có thể tham khảo cả hai sản phẩm này tại cửa hàng tai nghe Việt, đến nơi mà nghe trực tiếp cho nó nói chung là cảm nhận rõ ràng hơn. Còn video thì hết rồi đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các số audio toy tuần sau. Bye bye. Thiết kế chính thôi, còn chất âm thì gần như không khác gì nhau. Anh chỉ nói qua thôi mà. Đợi một tí. Chứa bình.